Cháu muốn hỏi là thế quyết định theo nghề dạy của thầy có phải là một cái kế thừa từ gia đình không? Đúng là như vậy. Ông cụ tôi là nhà giáo, dạ. Dạy hồi ấy là dạy thanh niên trong làng, dạ. Mà giải phóng thủ đô, dạ. Thì tôi ra thì hồi ấy chỉ có mấy trường đại học mở cửa thôi, có một trường sư phạm, dạ. Có một trường y và một số trường về bách khoa dạy nghề. Thì tôi hỏi ý kiến bố tôi thì bố tôi bảo con nên vào sư phạm. Ừ. Cái cuộc đời của người sư phạm cũng có khi đau buồn, có khi chảy nước mắt, nhưng mà là một cuộc đời mà rất là có nghĩa tình. Ừ. Và con sẽ thấy cuối đời con làm nghề sư phạm sẽ con được sung sướng về cái tình cảm của tất cả mọi người đối với ừ. con. Trong suốt cái quá trình theo nghề sư phạm, chúng ta thấy rằng nó có rất nhiều vấn đề và nó rất nhiều những khó khăn, những thách thức đối với người làm thầy giáo. Tận thời điểm hiện nay, ngay bản thân cháu cũng là một nhà giáo, cháu cũng thấy có rất nhiều những lúc mà mình sao động về cái nghề này. Và vì sao thầy có thể giữ được nghề gần đến năm mà thầy vẫn cứ yêu nghề đến như thế? Vâng, có lẽ là một là có thể là không làm nghề giáo thì tôi không làm được nghề gì cả. Đấy là bác nói đùa đấy mà. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là chính vì giáo viên giáo dục có rất nhiều vấn đề mà mình có một hiểu biết và một số kinh nghiệm về ngành giáo dục thì mình lại càng phải đứng trong ngành giáo dục, chứ không phải từ đó bỏ đi. Đứng trong ngành giáo dục để mình có thể uốn nắn hay là góp ý hay là gì đối với ngành giáo dục. Thì hiện nay cái băn khoăn lớn nhất của tôi tức là ngành giáo dục của chúng ta chưa đáp ứng được cái đòi hỏi của nhân dân, chưa đáp ứng đòi hỏi của sự phát triển về mặt kinh tế và mặt xã hội. Cho nên nhân dân kêu rất nhiều. Mà 50 năm, 60 năm nhé, 60 năm tôi đứng ở trên bục giảng, 60 năm làm nghề dạy học. Tôi nghĩ cái điều đó là một điều mà tôi cần phải suy nghĩ rất nhiều. Tại sao ngành giáo dục của chúng ta nó không tiến lên được, nó trì trệ như thế. Vì thế cho nên khi mà mở cái trường này thì mình bảo tôi nghĩ mình chưa làm được việc gì lớn, hãy làm trong cái phạm vi cái trường mình cho tốt đã, vâng. Rồi nói gì rồi hãy nói, vâng. Ta hãy để cho trẻ con là tự chính chúng nó, rồi phát huy cái khả năng của nó, tốt của nó, vâng. Tại sao một thằng bé nó thích đá bóng, thích thể thao, nó học văn hay là học toán nhiều đến thế? Bởi vì đó là một cái anh cầu thủ về sau nó cũng cần phải biết toán, biết văn nhiều. Tôi nói rằng là không phần là học nhiều như thế. Tôi có một lần họp rất nhiều vị lãnh đạo, tôi bảo các vị ở đây ai có thể giơ tay lên nói cho tôi biết các vị dùng đạo hàm làm gì không trong lúc quản lý đất nước này. Dùng đạo hàm, dùng tích phân, dùng lượng giác. Không cần, không ai cần cả. Mà cần cái chất tinh túy của cái lập luận khoa học, của cái toán học thôi. Chứ không cần công thức cos cộng cos bằng 2 cos cos như là chúng ta mà. Vậy thì chúng ta phải cải tiến, học cái gì và học như thế nào để cái đó có tác dụng thực sự. Nhưng mà cháu xin hỏi thầy một cái điều thế này. Giả sử cháu là học trò của thầy, học trò Lê Anh năm nay học lớp 10. Cháu rất là có chính kiến. Thầy thấy rõ là cháu có thiên hướng học toán, nhưng mà cháu nói với thầy là cháu không thích học môn toán, cháu thích đá bóng thôi. Thì thầy có ép cháu học toán không? Không, tôi sẽ không ép. Em thích cái gì mà em có khả năng về toán. Nhưng mà thầy sẽ thấy tiếc là cháu không học toán, sẽ tiếc có cháu. Nhưng rồi tôi nghĩ rằng là đến khi đá bóng không được, nó sẽ quay trở về nó làm toán. Tức thầy rất lạc quan về chuyện này. Thầy có thể nhìn thấy được là người học trò đó sẽ đi ra đúng quỹ đạo của anh ta. Thế nhưng mà toán học thì lúc nào cũng là công thức, cũng là những cái gì đó rất là rõ ràng và nó có nhiều phần cứng nhắc ở trong đấy. Nhưng mà ở thầy Văn Như Cương thì cá nhân cháu và rất là nhiều người đồng cảm thấy ở thầy một cái sự linh hoạt, một cái sự cách tân và cởi mở như vậy, và luôn luôn là có sự biến chuyển thay đổi. Thì nó có sự mâu thuẫn gì không? Những người dạy toán thì lại không được cứng nhắc khó khăn như thế. Người dạy toán là một cái môn toán như thế, nhưng mà người dạy toán thì phải sinh động hơn nhiều. Cái môn học nó như vậy, cái lý thuyết nó như thế, nhưng mình dạy nó thì mình lại phải sinh động hơn. Dạy nó sinh động hơn là Bởi vì ta có thể ví dụ bằng những cái thực tế, bằng những cái chuyện này, bằng những cái chuyện kia. Cho ví dụ như tôi nói, định nghĩa đường tròn là tập hợp những điểm mà cách đều một điểm cố định. Nói đến lần thứ nhất. Nói lại lần thứ hai, nếu ngôn ngữ anh không phong phú, không giàu ngôn ngữ, nói lại lần thứ hai, không biết nói cách gì cả, là gồm những điểm cách đều một điểm cố định. Thế thôi, thế là đến là thế là hết. Theo trò nghe lần thứ nhất, rồi là nghe lần thứ hai thì cũng thế, thì nó chẳng ngay lập tức. Thế nếu thầy vui, thầy nói rằng là buộc con chó vào một cái sợi dây và buộc vào một cái cột, nó sẽ đi. Một con chó mà chạy căng cái dây thì nó vẽ ra một đường tròn. Ví dụ như thế. Vâng.